Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với Bảo Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học của ngày 4 tháng 1 năm 2024 với đề tài đó là suy xét kỹ càng. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, y giáo của chúng con, tặng Chúa ngày luôn ở cùng chúng con. Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con. Xin ban ơn để chúng con luôn có được ơn của Chúa để chúng con học lời của Chúa và chúng con hiểu lời của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng con trong lẽ thật của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ. Và phần kinh thánh của chúng ta ngày hôm nay trong Luca đoạn 14 từ câu 28 đến câu 33. Và trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng? Sao? Khi đã xây nền rồi, không làm xong được thì mọi người thấy liền chê cười và rằng người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi khi vua kia còn ở xa sai sứ đi xin hòa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ là câu 28. Và trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? Câu hỏi suy gẫm. Hai hình ảnh Chúa Giêsu đưa ra trong hai ẩn dụ có ý nghĩa gì? Người theo Chúa cần nhận biết những thách thức nào? Bạn nhận ra đặc điểm cũng như tầm quan trọng nào trong quyết định theo Chúa? Để nhấn mạnh tầm quan trọng của quyết định theo Chúa Giêsu, Ngài không đưa ra những lời hứa hão huyền để thu hút người khác. Nhưng Chúa đã đưa ra hai ẩn dụ cho thấy dù sự cứu rỗi được ban cho miễn phí, người tiếp nhận sự cứu rỗi cũng phải cam kết dâng trọn cuộc đời cho cứu Chúa. Ẩn dụ thứ nhất, có người xây một cái tháp nhưng không tính toán phí tổn nên không thể hoàn thành và bị chê cười vào thời đó. Mỗi vườn nho có một tháp canh, vừa là kho chứa nông sản, vừa để canh chừng kẻ trộm. Chúa Giêsu dùng hình ảnh xây tháp là việc rõ ràng ai cũng thấy. Do đó nếu thất bại thì không thể che giấu được. Và ẩn dụ thứ hai là một vua trước khi giao chiến vua khác cần phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa hai phương án, hoặc quyết chiến hoặc cầu hòa. Trong hai ẩn dụ này, người xây tháp hoặc vị vua là hình ảnh của những người theo Chúa Giêsu. Việc xây tháp hay bước vào trận chiến là hình ảnh của hành trình theo Chúa. Ý chính của cả hai ẩn dụ là phải suy nghĩ thận trọng khi quyết định theo Chúa Giêsu. Thì theo Ngài là một quyết định cam kết trọn vẹn, chứ không thể làm môn đồ nửa vời. Trong cả hai ẩn dụ, Chúa Giêsu muốn dạy những người theo Chúa cần suy nghĩ kỹ càng, nhận ra giá phải trả để theo Ngài. Một quyết định không cẩn trọng sẽ dẫn đến thất bại trong hành trình theo Chúa, bị thế gian chê cười và bản thân tín hữu dễ thất vọng, cay đắng khi đối diện với những thử thách trong đức tin. Theo Chúa là phước hạnh, nhưng phải vượt qua những thách thức mà người theo Chúa cần phải biết. Nhiều khi chúng ta kêu gọi người khác trở thành môn đồ để được những lợi ích và phước hạnh thuộc thể do Đức Chúa Trời ban cho. Chắc chắn rằng những người quyết định theo Chúa Giêsu sẽ nhận được những phước hạnh cả thuộc thể và thuộc linh. Nhưng sự cứu rỗi và vai trò môn đồ bao hàm nhiều điều quý báu hơn thế nữa. Chúa Giêsu dạy những người theo Ngài sẽ lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Mác đoạn 10 câu 30. Theo Chúa là một quyết định quan trọng đòi hỏi một giá phải trả rất lớn. Chúa Giêsu không hề lừa dối ai bao giờ. Ngài phán, như vậy nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Câu 33. Bạn có nhận ra những thách thức theo Chúa để bền lòng theo Ngài không? Dạ, khi học mà học ngày hôm nay thì lại có nhớ đến hai trường hợp, lại muốn tâm tình với cô chú anh chị em thôi. Đó là trường hợp thứ nhất
là một người theo Chúa, nhưng mà rồi cuối cùng đã làm cớ vấp phạm cho gia đình. Đây là một cái điều rất khó. Người đó theo Chúa, nhưng mà mạnh mẽ thì cũng không mạnh mẽ, học Kinh Thánh để hiểu rõ thì cũng không học Kinh Thánh để hiểu rõ, nhưng mà cũng không có tìm để biết ý muốn của Chúa cho mình như thế nào, rồi bốc đồng, tự đi nghỉ việc làm, tự đi nghỉ việc làm, rồi vào trong nhà thờ làm công việc của nhà Chúa, mà làm thì theo làm cái cách của mình thôi, muốn đâu thì làm đó, rồi gây rối cho người khác, và nói rằng tôi thì có tâm tình, sao mọi người lại ngăn cản tôi, nhưng mà tâm tình mà muốn làm gì làm, đi đâu thì làm chứng thì hứa, rồi cứ theo Chúa thì Chúa nuôi, rồi thấy tôi không thế này thế kia, nhưng mà rồi theo thời gian số tiền tích lũy không còn, đâm ra thiếu thốn khó khăn, bệnh không có tiền để khám, ăn cũng không có tiền, rồi những người trong gia đình lấy cái đó nói rằng đó tại theo Tin Lành, đi làm trong việc nhà thờ gì đó mà cuối cùng không được gì hết, đi vô nhà của Chúa thì muốn đâu làm đó, không học, không có theo tổ chức cái cách sắp xếp của người trên người dưới, và cuối cùng bắt đầu đâm ra tranh luận rồi bỏ nhà thờ, mất việc bỏ nhà thờ rồi cay đắng. Đó không phải là cách. Điều mà hôm nay Chúa nhắc chúng ta đó là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta cần phải biết rõ rằng mình theo Chúa như thế nào và Chúa là đấng dẫn dắt mình như thế nào, không phải mình muốn làm gì làm, mà phải chọn cả cuộc đời của mình hiểu được ý muốn của Chúa, đi theo ý muốn của Chúa và làm theo, chứ không phải rằng tôi có tấm lòng tôi muốn làm gì làm, nhưng mà đó cũng không phải là tấm lòng nữa. Rồi trường hợp thứ hai đó là đi một người nghe người ta làm chứng đó là đi theo Chúa, Chúa lo hết nha, Chúa lo hết, yên tâm. Đương nhiên đó chính là lời của Chúa mà, người nào trông cậy đến Chúa thì Chúa chăm sóc, Chúa gìn giữ, Chúa ban ơn, Chúa cho người đó làm chiên ở trong đồng cỏ của Chúa thì phước hạnh chứ. Nhưng không có nghĩa là nghe như vậy rồi đi và cuối cùng sao, cái gì cũng xin, tôi muốn, nhưng mà thấy sao, tôi vô nhóm này tôi xin, tôi đi qua bên hội thánh kia tôi xin, tôi đi qua hội thánh nọ tôi xin, không ai cho hết, và bắt đầu đâm ra nói xấu, hồi đó nghe nói là theo Tin Lành thế này thế kia, bây giờ như vậy. Cẩn trọng của chú anh chị em, đức tin của chúng ta không phải là nghe người ta nói rồi mình theo rồi mình tin, mà mình phải tin vào lời Chúa. Chúa nói nhìn xem Chúa Giêsu đó, Giêsu là cội rễ cuối cùng của đức tin, là mình đi làm chứng cũng vậy, không phải mình cố nói mình muốn làm sao để đạt được cái thành quả thành tích là có người tin Chúa. Xin cẩn trọng. Sự thật đó thì khi mà mình học một cái vấn đề gì, nó luôn có nhiều mặt, nó luôn có nhiều góc cạnh, nó có những góc khuất, nó có những góc bên ngoài, cho nên nếu mà lời đang nói là đang muốn nói đến những cái góc khuất chứ không phải nói tiêu cực. Cho nên nhiều cô chú anh chị em khi học thì nói là tại sao lại nói như vậy, tại sao chỉ nói như vậy, trong khi những cái điều tốt hay là những cái phước hạnh mình không nói, không phải nói chứ. Đương nhiên mình đã từng theo Chúa, mình biết phước hạnh, bản thân lại đã nếm trải được nhiều phước hạnh Chúa cho. Nhưng chúng ta cũng phải nói những cái góc khuất, những cái bài học mà lỡ như chúng ta là những người lọt vào trong trường hợp đó, phải ăn năn với Chúa. Phải xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy chúng ta cần phải làm gì là đúng nhất, theo ý muốn của Chúa. Chứ không phải mình vội vàng hay là mình chỉ nói những cái điều tốt. Mình để ý Kinh Thánh đó, Chúa viết những cái gương tốt và Chúa cũng để lại ghi xuống những cái gương xấu để chúng ta thấy, chúng ta tránh, chúng ta không đi theo vết xe đổ, chứ không phải chỉ nói tốt. Cho nên mong rằng trong năm mới này
chúng ta có những thay đổi. Ngay cả cái việc mà để học lời của Chúa hàng ngày cũng khó. Trong những ngày qua vì bận đi công việc cùng với nhóm yêu thương, rồi sức khỏe không tốt, như ngay cả bản thân Lợi cũng đã bỏ dở những bài học. Rồi có nhiều khi cũng mệt không có học nổi. Đó cũng là những cái cám dỗ, những ngăn trở chúng ta thấy để bước theo Chúa không phải dễ, mà không phải bằng sức của chúng ta đâu. Xin nhớ đến nhau cầu nguyện, từ trong việc nhỏ, việc lớn chúng ta cần sức của Chúa. Lợi sẽ cố gắng học bù lại những bài học đã thiếu, rồi đăng lên để mong rằng có không bị lỡ bài, để cô chú anh chị em nào học mình cũng không bị sót. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta xem lời gợi ý cầu nguyện của bài học. Lạy Chúa, đời sống này đầy dẫy những cám dỗ xa hoa, nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con nhận ra những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Con tạ ơn Chúa vô cùng, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, ơi dòng của chúng con, cảm ơn Chúa vì Chúa luôn dạy chúng con từ việc nhỏ đến việc lớn. Chúa muốn chúng con đến với Chúa bằng đức tin, đức tin thật, không phải là sự nghe theo, không phải là sự nóng bộ, nhưng là một quyết định của cuộc đời của chúng con bước theo Chúa, để kinh nghiệm được một đời sống bước theo Chúa dẫu có những khó khăn, thử thách, bắt bớ, nhưng chúng con yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, chúng con thờ phượng Chúa, chúng con vâng lời Chúa, chúng con làm theo, chúng con phục vụ Chúa, thì Chúa sẽ ban phước cho chúng con. Chứ không phải chúng con đòi hỏi đến với Chúa chỉ mong được phước mà chúng con không vâng lời. Xin Chúa thương xót. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lời hôm nay, dài một chút, mong cô chú anh chị em thông cảm. Xin Chúa ban cho chúng ta năm mới này trong vòng tay thương của Chúa. Xin kính chào tạm biệt.